Đừng xem Tôn Miên Miên này chỉ có 3 tuổi rưỡi, nó thực sự có thể làm cho những người trong biệt thự hàng đầu của Long Quốc tất cả đều tôn trọng sự tồn tại. Người giàu nhất Tô Lão gia từ gặp hắn, tất cả đều phải kính trọng gọi một tiếng gì ơi. Và 7 người con trai của ông càng là trực tiếp đem vị tiểu cô bà nội này súng lên trời. Nhưng chỉ vài ngày trước thôi, Miên Miên đeo túi thỏ đang vui vẻ đến tìm cháu trai lớn và 7 cháu trai chưa từng gặp. Xin chào, xin hỏi đây là nhà Tô Lâm Sinh phải không? Vâng, bé nhỏ, bé là con của nhà nào? Đi bộ với bố và mẹ. Hơn nữa không thể gọi tên ông già chúng ta. Muốn thì gọi là ông nội Tô. Gọi ông nội thì sao lưu bừa bãi rồi. Tôi là dì họ của ông ấy, Tô Miên Miên. Hôm nay sinh nhật lần thứ 60 của Lâm Sinh. Tôi đến giúp bố để chúc mừng sinh nhật ông ấy. Nhưng tôi không có thiệp mời. Ông có thể giúp thông báo không? Nụ cười của quản gia lập tức thu lại. Nhìn Miên Miên cao chưa đầy một mét trước mắt. Tự xưng là dì họ của ông Tô. Nghĩ đến cũng thấy buồn cười. Tô gia là gia tộc người giàu nhất Long Quốc. Ngày nay người đến liên quan càng ngày càng tràn lan. Cháu nhỏ, đừng đi tìm người thân. Không thể vào mà không có thiệp mời. Cháu đi đi đi. Tôi là dì họ của Tô Lâm Sinh. Đúng vậy. Đây là mẹ và bố tự nói. Xin lỗi thì quên mất. Tôi còn có ngọc bội của tổ tiên để chứng minh. Nói xong Miên Miên trong túi thỏ rút ra ngọc bội và gia phả. Đúng lúc đưa cho quản gia. Đột nhiên phía sau bị đẩy một chút. Ôi, con nhỏ ăn xin. Đừng đứng trước cửa nhà tao. Ôi, con trai, con chạm vào nó làm gì? Bẩn thỉu, có thể có bao nhiêu vở kịch. Các người nên cảnh giác, đừng để ai cũng có thể vào được bữa tiệc. Quản gia liếc nhìn thư mời trong tay người phụ nữ, lập tức trở nên vui vẻ. Ôi, cô Lâm, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để đứa trẻ không rõ nguồn gốc đi vào. Hắn cũng không phải người nhà Tô, tại sao họ có thể vào, nhưng tôi không thể vào được. Người ăn xin nhỏ, nói thật với mày, em gái ta sắp kết hôn với đại thiếu gia nhà Tô rồi. Tương lai tôi chính là chị gái đầu tiên của gia đình Tô, mày nói tao có tư cách vào không? Lêu lêu con nhỏ ăn xin không vào được. Hung, Miên Miên có thể vào được. Sư nhỏ theo thói quen phồng mặt túi nhỏ. Đây là dấu hiệu hắn tức giận. Nhưng điều này khiến cậu bé càng thêm tức giận. Giơ tay lên liền muốn đánh cô bé. Dừng lại, cái gì thế này trước cửa nhà tôi? Một giọng nói vang lên. Sư nhỏ tò mò nhìn đi. Chỉ thấy một người đàn ông đeo kính râm đi lối này. Thất thất thiếu gia, cậu đã về. Bố tôi từng nói, Tô Lâm Sinh, sinh được 7 người con trai. Xem ra người đàn ông cao lớn này chính là Tô Thành Phi, cháu gia đình Tô. Cháu trai của tôi. Xin chào. Cô bé có gọi tôi là gì? Cháu trai. Cha cậu là Tô Lâm Sinh. Tôi là dì họ của cậu. Tôi đến để chúc mừng sinh nhật bố cậu. Đây là gia phả của nhà tôi. Nói về gia tộc trong tay cầm của Tô Miên Miên, phổ đưa cho thất thiếu gia Tô Thần Phi. Tô Thần Phi nhìn của cô bé nhỏ bên chân, lập tức nảy sinh hứng thú. Bạn nhỏ, có phải ở đây không tốt lắm không? Như vậy chưa đủ để chứng minh thân phận của tôi sao? Vậy tôi còn có cháu trai, bạn chờ nhé. Bạn nhận ra miếng ngọc bội này phải không? Đây không phải là biểu tượng của gia đình tôi sao? Thứ quý giá nhất trong két sắt của bố tôi. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này nói là sự thật? Cô bé đúng là dì họ của tôi. Điều này thật thái quá. Thấy chưa? Không có vấn đề gì ở đây chứ. Cháu trai là người thẳng thắn. Tôi nói tiểu phi, đứa trẻ không rõ nguồn gốc này, đầu óc không rõ ràng là chuyện thường xảy ra. Đừng để bị lừa. Phòng nói chuyện, Lâm Mai tự xưng là chị dâu lai của gia đình Tô, trên mặt đều lộ ra sự ghét bỏ đối với tiểu Miên Miên. Không biết, bên cạnh thất thiếu gia Tô Thần Phi nhíu mày chặt hơn. Cái gì? Tôi không quen biết cô. Miên Miên phải không? Đi đi với tôi vào nhà tìm bố tôi. Tôi bảo bố tôi xem những thứ này có thật không. Cuối cùng cũng vào được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ của bố. Tôi có thể quay lại núi để tìm bố mẹ. Tiểu Phi, cậu nói chuyện thế nào? Hỏi về mối quan hệ, cậu phải đi với anh trai cậu. Gọi tôi là gì lớn? Chị ơi, tôi không biết em gái chị, Lâm Nhu, làm thế nào để làm anh trai tôi bối rối. Dù sao ta Tô Thần Phi sẽ không nhận các người môn thân thích này. Nói xong, Tô Thần Phi ôm Tiểu Miên Miên vào trang viên. Chị gái nhìn bóng lưng hai người rời đi, mặt cô ta liền nhăn như đống cứt. Tô Thần Phi, sao mày lại có thái độ như vậy với tao? Chỉ là ngôi sao nhỏ của giới giải trí mà thôi. Cho em gái tôi kiểm soát gia đình Tô, xem ngươi Tô Thần Phi còn như thế nào cùng ta kiêu ngạo hừ. Lúc này phòng tiệc của Tô gia đầy khách mời, vui nhộn. Tô Thần Phi ôm Tiểu Miên vào hội trường, lập tức thu hút sự chú ý của khách mời. Đây không phải là thất thiếu gia sao? Lâu rồi không gặp, càng ngày càng đẹp trai. Thất thiếu gia, lần trước bộ phim của bạn được chiếu, tôi ủng hộ 10 vé. Hừ, thất thiếu gia, cô gái này là Tránh gia. Bố tôi đâu? Đưa tôi đi tìm ông ấy. Thất thiếu gia đi với tôi. Hứ, cái này Tô Thần Phi thật sự coi mình là một nhân vật. Nếu không có gia đình Tô, hắn đã ra đường từ lâu rồi. Chính xác, chỉ là đầu tư cho một chiếc máy bay thôi. Tôi đoán thế, đó hẳn là đứa con gái mà anh ta không công khai. Lúc này Tiểu Miên vẫn chưa đi xa. Nghe những người này nói về cháu mình sau lưng, miệng nhỏ của Tôn Khí lập tức cảm thấy da cao. Người dưới núi, tại sao bạn thích lật trang đến vậy? Nói về người sau lưng là không đúng. Miên Miên phải dạy kẻ xấu cho cháu trai.
Bàn tay miên miên vẽ lối ra trong hư không. Linh phù miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi một cái. Số lượng phù hiệu trong nháy mắt bay đến những người nói chuyện phía sau lưng. Trên người không lâu, thảo luận về người thú vị nhất. Đột nhiên ngã một cái xuống sàn. Sau khi đứng dậy, mới phát hiện hai cái răng cửa của mình bị gãy rồi. Ha 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 ha. Chị gái Exit, cháu trai, dì giúp cháu trừng phạt những kẻ xấu lớn nói lung tung đó. Cô bé này làm sao có thể lợi hại như vậy? Vậy thì thật tuyệt vời. Miên miên vốn đã rất tốt rồi, ha 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 ha. Bố, con về rồi. Ha ha, Tiểu Phi đã về rồi. Đây là tôi và bố tôi có việc cần bàn bạc. Chú bác, cháu tạm thời đón bố cháu đi một chút. Xong, Tô Thần Phi đưa tay kéo bố của mình đi về phía thư viện. Đưa ai đó về nhà trong bữa tiệc sinh nhật của ta. Con có muốn xuất hiện trên các tiêu đề thêm vài ngày nữa không? Hôm nọ anh trai đã chi hàng chục triệu cho hát sức của người. Sẽ tốt hơn nếu người quay lại với cô gái búp bê này trong tay. Nhưng nỗ lực trước đây của anh trai bạn đều vô ích. Trước mặt mấy người bạn cũ, Tô lão gia tử nhịn không dễ nói chuyện. Vào thư viện, bắt đầu mắng con trai không đáng tin cậy. Ánh mắt còn không khỏi quét về phía Tiểu Miên một bên. Nên nói hay không, con của nhà Tô chúng ta sinh ra là đẹp trai, đẹp gái. Cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, trông giống như khi ta còn trẻ. Đây có phải là cháu trai lớn của tôi không? Trông dữ quá. Khi một già một trẻ nhìn nhau, Tô Thần Phi cần nhắc đặt Tiểu Miên Miên lên bàn, thuận tiện nói chuyện một chút. Làm gì vậy? Trẻ con ngồi cao như vậy sẽ bị ngã. Không phải bố không thích cô bé sao? Sao đột nhiên còn quan tâm? Này, khi mẹ con và ta còn trẻ, chỉ muốn sinh ra một cô con gái. Ai biết được đã sinh ra 7 đứa con trai. Vẫn là con trai út, con là được việc nhất. Mang về cho ta một đứa cháu gái nhỏ dễ thương. Cháu gái, ta là ông của con, gọi ta là ông nội. Không, không, ông không phải ông tôi là dì họ của ông. Nhìn con xem dạy hư cháu gái ta rồi. Xưng hô với ông nội kiểu gì đấy? Con dạy trẻ con như thế nào rồi vậy? Cháu trai lớn, cháu không được mắng cháu trai nhỏ. Miên miên thích cháu trai. Còn nữa, cháu trai, có phải cháu không ăn ngon không? Vì vậy, cháu đã giảm cân. Hay là cháu đeo băng đô lúc 3 tuổi, nhìn đẹp khi mũm mĩm. Đây không phải là cái đầu tiên của gia đình Tô chúng tôi sau khi nhìn thấy. Anh gia đình à, sao con lại nói với con gái con mọi thứ? Lớn như vậy không có hình dạng chính hãng, đùa tôi với con gái. Bố bình tĩnh, thiên địa lương tâm ta cũng không có ai làm loạn. Con vẫn còn độc thân mà. Con gặp tiểu nha đầu này ở cửa, cầm ngọc bội giống như bố, nói là gì của bố, nên con đã mang cô bé vào. Ngọc bội gì? Tiểu Miên Miên đã lấy ngọc bội và gia phả ra rồi, đưa đến trước mặt lão gia Tô. Cháu trai lớn, nhanh xem đi, thật sự là của cháu. Tô lão gia tử cầm lấy ngọc bội, nhìn thấy vết nứt ở trên, tim run lên. Đây là dấu vết của sự hư hỏng nghịch ngợm khi ông ta còn nhỏ. Vị trí của vết nứt đều giống hệt nhau. Chẳng lẽ tiểu nha đầu nói là thật sự? Tôi đã sống rất nhiều tuổi, qua tuổi 60, hôm nay có lẽ nào phải gọi cô bé 3 tuổi này là gì? Điều bất ngờ này thực sự khiến ông ta không thể mở miệng được.